chưa bảo đảm cái nick này có mà sao lại không không có kỳ á. Nay có thấy đâu. Chào Dương Vi với chào tất cả anh chị em trên diễn đàn nha. Thì hôm nay tham gia diễn đàn đó thì muốn chia sẻ một số cái. Hồi nãy anh Chu Phan nói là Mỹ nó không cho quân đội quân của Việt Nam Cộng Hòa tác chiến độc lập á, là cái lý do anh biết vì sao không? Là vì nó báo cáo láo không à. Nó kéo quân ban đầu là kéo quân đi càn, xong rồi về nó báo là giết bao nhiêu Việt Cộng, bao nhiêu du kích này kia nọ, nhưng mà cơ bản đó là toàn báo cáo láo để ăn tiền thôi đấy. Mà sau Mỹ nó đòi là có bằng chứng này kia nọ, rồi cuối cùng không có cái bằng chứng nào hết, nó lừa tụi nó hết lần này tới lần khác đấy. Cho nên là mới có cái chuyện là Việt Nam Cộng Hòa đi trước rồi Mỹ đi sau, còn mà chạy thì Mỹ chạy trước mà Việt Nam Cộng Hòa chạy sau đó. Vậy mà Việt Nam Cộng Hòa thì bảo là Mỹ chạy trước, mà Mỹ thì bảo là Việt Nam Cộng Hòa chạy trước đó. Bản chất cái đội quân lính đánh thuê là nó như vậy à, nguyên nhân là như vậy đấy. Nó toàn báo cáo láo không à, nếu mà nó đi một mình là về nó báo cáo là hoành tráng lắm, thắng không à, và tiêu diệt bao nhiêu rồi nó thống kê ra tướng lĩnh các kiểu rồi hết trơn. Nhưng mà có đâu, cho máy bay đi thả bom thì ra ngoài biển nó cắt bố bom dục ngoại kiếm bậy này trống nào đó, nó cắt bom đó xong rồi về báo cáo là xong rồi, mà nó có dám đâu, mà nó toàn báo cáo láo rồi đổ thừa lẫn nhau. Đấy, Mỹ kêu Việt Nam Cộng Hòa chạy trước không đáng chạy, còn Việt Nam Cộng Hòa thì kêu Mỹ đi sau mà đụng cái là chạy luôn đó. Thì một cái đội quân như vậy thì ở đây cái chủ đề á, là cái mối tương quan giữa quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với bọn ngụy Sài Gòn á. Thì ở đây á, nó bọn nó thể hiện cái sự mà láo toét của nó ở chỗ nó tự xưng là quân đội quân lực hạng tư thế giới. Hạng tư thế giới thì chắc nó kêu là nó đứng mỗi sau chắc là Mỹ rồi Nhật rồi Hàn hay sao á, chắc Không, nó thời thuộc thời điểm đó, thời điểm lúc đó là có Mỹ là mạnh nhất, xong đến Nga là thứ hai đó, và Anh thứ ba, nó thứ tư. nó còn mạnh hơn cả cả Pháp rồi các kiểu Mạnh á. hơn cả Pháp luôn. Nhưng mà nếu mà nói về cái trang bị vũ khí á, thì có thể là 19-10 nó không có sai đó, còn lại nếu mà mạnh á, thì thôi có đánh thắng trận nào đâu, có đang những cái chiến dịch lớn á, nó có thắng được cái trận nào đâu, toàn thua chạy mất dép hết, mà đánh đâu thua đó mà bảo sao mà hạng tư với hạng năm đấy. Nhà thấy cái độ mà tự sướng với nhau đó, là Việt Nam Cộng Hòa quân ngụy đó là số một thế giới đó, nói về độ tự sướng Nó là duyệt binh là giỏi nhất lúc bấy giờ, và đến bây giờ 46 năm sau các ông ấy duyệt binh quen rồi, bây giờ ngáo ngáo kỷ niệm ngày 30 tháng 4, bọn chúng cho rằng là ngày 30 tháng 4 đen tối này này, vẫn duyệt binh đi cả ẹo cả ẹo cả lắt cả lắt đó. Mình là ok. 30 ngày 30 tháng 4 là sáng chói nhất trong những trang sử của Việt Nam. Cái Nó là vụ mà 30 tháng 4 đen tối, con Trần Thủy cái mới vụ mà duyệt chửi binh tao á, không thích 30 tháng 4 đen tối. cái vụ mà duyệt binh á thì mình trước năm 45 đã duyệt rồi, là thật cái thời đó là duyệt binh để hù quân Pháp á, nó co rúm ở trong bốt á đấy. Nói chung là cứ cho người đi dậm chân mạnh vô này kia là Trung tướng Nguyễn Bình là ông chơi chiêu đó, mà bọn kia co rút lại rồi không có dám thò đầu ra. Còn về cái nguyên nhân mà Việt Nam Cộng Hòa là tại sao thua á, thì đơn giản thôi, có một cái đó là cái tính chính nghĩa đấy, và cái hai nữa là lý tưởng, là hai cái đó là nó quyết định tất cả. Về tính chính nghĩa, tại sao Việt Nam Cộng Hòa nó không có tính chính nghĩa, vì á ngay cái chế độ của tụi nó là do ngoại bang nó lập nên, và ngay trong cái chính quyền của tụi nó đối với bên chính quyền bên hành chính á, thì không không nói, nhưng mà cái quân đội của nó là quân ngụy đấy, thì một phần á là xung phong vào á để nuôi gia đình,
đấy, thì đi một thằng đi lính mà nuôi cả gia đình mà, thì xung phong đi, còn một cái số phận lượng ở trong đó cũng không ít là bị bắt, bị bắt đi đấy, không đi là uy hiếp các kiểu, rồi nó lại bắt buộc phải đi, nhét cái khẩu súng vào tay đó, thế là bắt là đi càn thôi. Đấy, cho nên là họ khi cầm cái khẩu súng lên họ không biết làm cái gì. Cái thành phần mà vào á, để mà nuôi gia đình á, thì khi lựa chọn giữa cái sống và cái chết, mặc dù cho dù sống dùng nhục đi chăng nữa thì họ vẫn lựa chọn là sống chứ không có chết. Đấy, còn về bên phía mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì cái những người cộng sản á, là chiến đấu vì cái tính chính nghĩa, đánh đuổi ngoại xâm, vì cái lý tưởng là giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ và thống nhất đất nước, thì họ quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Đấy, thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước. Thế thì giữa hai cái đó là ngay giữa hai cái điểm đấy thôi, thì bên Việt Nam Cộng Hòa không có một cái line nào để mà đi so sánh với bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì vì cái lý tưởng đó thì họ sẵn sàng hy sinh tất cả. Còn một bên kia thì cái cuộc sống nó giàu có sung sướng, khi mà chết một cái thì gia đình còn ai nuôi không? Đấy. Đó, cho nên là khi mà anh đã xác định anh làm vì tiền thì mọi cái lý tưởng, cái nghĩa cử hay bất cứ cái gì khẩu hiệu rất là to, kêu to, tổ quốc và trách nhiệm danh dự. Đó. Cuối cùng là kết quả là tổ nào cũng thấy, danh dự thì tụt cả quần đu càng chạy. Đó. Tức là tụt quần chạy đường chính Nam Lào mà kêu là rút lui chiến thuật. Đấy. Còn trách nhiệm thì trách nhiệm gì? Mạnh tướng tướng chạy mà mạnh lính lính chạy. Tướng thì nhanh chân chạy trước, lính thì phát hiện ra cái nữa là lột đồ chạy luôn. Đó, như vậy thì đó mới là cái điều quan trọng nhất, là cái tính chính nghĩa đó, là những người bên phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là những người giải phóng dân tộc đó, giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ nô lệ. Anh cứ nói đi. Kia, không có một cái lý tưởng, không có một mục tiêu nào hết. Và khi trong bất cứ một cái cuộc chiến nào, khi đúc kết lại á, thì cái yếu tố con người là nó quyết định tất cả, chứ không phải là vũ khí. Đấy. Còn quân đội mà vũ khí trang bị cho dù có hiện đại tới cỡ nào, nhưng mà khi con người sử dụng cái vũ khí đó không biết bắn vào đâu, bắn vào ai thì cũng không có tác dụng gì. Đấy. Chính vì như vậy mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với lực lượng rất là ít, vũ khí cực kỳ thô sơ, nhưng mà đánh thắng từng bước trưởng thành, mà đánh thắng tất cả những cái thế lực mà xâm phạm lãnh thổ của nước Việt Nam. Đấy, về nói về tương quan mà vũ khí trang bị kỹ thuật của Việt Nam Cộng Hòa thì nó mạnh, cực kỳ mạnh so với bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy. Nhưng mà nhờ nó tham ô tham nhũng với bán vũ khí ấy, đại số nó bán vũ khí lậu kìa, thì chính bên mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam với quân giải phóng á, mới mua được cái vũ khí của bọn nó rất là nhiều. Thì ở miền Nam á, là mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam á, là dùng vũ khí Mỹ để đánh Mỹ mà. Ừ. Cho nên là như vậy. Thì chính là do cái tham ô tham nhũng vũ khí trang bị được cấp cho mà đem bán, mà bán cái số lượng cực lớn. Nói chung là nó cũng cồn cho cái bọn thổ phỉ Campuchia này kia nọ với bọn thổ phỉ rồi nữa. Nhưng mà ít ra thì cũng một nửa cái số lượng đấy là về tay cách mạng. Đấy, cho nên là mới như vậy. Nhưng mà cái bọn con cháu hoặc là cái
cái đám mà mới tham gia sau này đu càng qua Mỹ thì lúc nào cũng cay cú, tỏ ra là hành học, ích kỷ, nhỏ nhen, không biết nhìn về tương lai, cũng không biết là chấp nhận cái thực tế. Đấy. Về bản chất cuộc sống đó chỉ có tiền của Mỹ còn đổ vào thì còn ăn chơi nhảy múa còn sung sướng, chứ khi Mỹ mà cắt viện trợ rồi thì khóc như cha chết. Có cái luận điệu là Mỹ ép Thiệu phải nhường cái chức tổng thống cho Dương Văn Minh. Đấy, nó nhường cho Trần Văn Hương hay gì đó. Đấy, kêu là đổ thừa là cái bàn cờ chính trị, cho nên là Mỹ nó ép như vậy. Chứ không phải là ông Thiệu ông khôn quá, ông biết đường nào ông thua ông trốn trước cho nó an toàn hay sao. Và khi trốn thì có vẻ như cũng qua bên kia còn bị đòi 16 tấn vàng nữa. Đó là bọn nó nói thôi, còn mình thì không biết gì cái vụ 16 tấn vàng đó đâu. Mà đấu tố chửi nhau ôm chùm hỏi 16 tấn vàng nằm đâu. Đấy. Và bây giờ mình mới nghe tụi nó nói là nó lại đổ thừa cho cộng sản. Mà trong khi tụi nó có các cái cuốn phim tư liệu về cái cuộc đấu tố rồi hỏi ông Thiệu coi 16 tấn vàng nằm đâu rồi chia chác đồ sao. Mà xong giờ nó lại lật lại như thế. Nên là hết biết. Nên là về cái Việt Nam Cộng Hòa, một là nó không có cái tính chính nghĩa, hai nữa là không có lý tưởng, cái thứ ba nó là tay sai. Thì không sai nữa thì nó giải tán thôi, nó phải đầu hàng thôi. Nó thứ nào chạy được thì nó chạy, mà không chạy được thì nó ở lại thì nó vượt biên. Nó mới vậy, nó trốn chạy, nó sợ mà nó không chịu được nghèo khổ. Đang có tiền chu cấp tới nơi tới chốn, trang bị tới tận răng, tới khi phải cài cuốc phải làm ăn thì đâu có được. Đó, khổ cực như vậy. Cho nên là bươn chạy mà chạy trốn. Đấy. Cộng theo mơ ước về một cái xã hội là ở cái xứ thiên đường, thì qua đó không nghề ngọng, không công ăn việc làm, đi làm neo rồi nhục nhã. Đó, bị kỳ thị. Đấy, ngày càng lại càng cay cú thêm. Hỏi tại sao 4-6 năm người ta cay là như vậy. Những cái thành phần mà đã phát mà làm ăn được á, họ có cái nhìn, họ có tri thức, họ làm ăn, họ thành công ở bên Mỹ á, thì họ sẽ lại có cái nhìn tích cực về đất nước hiện nay. Đấy, những cái thành phần đó, những cái người đó là họ lại rất thức thời. Còn những cái thành phần mà đi làm những cái việc ở bên đó mà bị người ta kỳ thị, bị người ta khinh rẻ, cuộc sống thật sự nó rất là nhục nhã và khó khăn, thì họ lại càng cay cú. Họ nhớ cái thời mà về cầm súng nghênh ngang đi ngoài đường, mà tới tháng thì lãnh tiền nuôi vợ nuôi con, nuôi bồ nhí các kiểu. Thế cho nên là cái cay cú của họ mình phải hiểu được tại sao họ lại cay, mà mấy chục năm họ vẫn cay là như vậy. Tại khi họ đối diện với thực tế càng nhục nhã bao nhiêu thì còn càng nhớ về cái thời sung sướng. Đó là cái sự cay cú và cái thế lực. Còn các cái diễn đàn kia thì thôi rồi, mấy cái diễn đàn mở ra đó, trình độ của một giảng viên, cái ông Lam Sơn ở bên Úc á, mà nói mình đây nông dân, nó thẳng ra nếu mà bước ra đường đây không dám ho với ai là có trình độ này kia nọ, nhưng mà riêng lão lên nói chuyện tay đôi là phải kêu thằng khác lên để hỗ trợ chứ không dám. Tại vì lão toàn nói xạo không, lão xuyên tạc, mà trong khi mình mặc dù không có câu từ cao chuốt, không có hay ho gì, nhưng mà mình nói sự thật thì mọi cái lý lẽ nó mọi cái sự thật nó đều thắng mọi cái vùng biển. Thế cho nên lão phải thua, lão phải cứng họng, gọi mấy tay cùn lên chửi bới tục tiểu không ra gì. Thế cho nên là cỡ như ổng là giảng viên cái trường gì mà phải trên đại học á, mấy người đại học ở bên Việt Nam còn qua là học sinh của lão á, mà lão nói chuyện không lại với mình là hiểu rồi, chỉ xuyên tạc thôi. Mà khi xuyên tạc thì làm sao mà có lý lẽ để bảo vệ được. Đó, như vậy coi có anh em nào lên đi cho Máy Việt Nam lên rồi, ok cho anh xuống đi. Dạ, em cảm ơn anh.